Hello anh em, mình là Kim Motul. Ở clip hôm nay thì em xin phép là em test cái con ổn định điện. Trong thời gian vừa qua thì em có quảng cáo với mọi người và chia sẻ với mọi người đó. Thì có nhiều anh em có phản hồi lại là hỏi rất nhiều về cái con ổn định điện này. Không biết là cái hiệu năng thực tế cho cái đường sạc trên một cái xe mà khi chuyển sang điện bình để lên các cái bóng đèn LED hoặc cái bóng trợ sáng ấy, thì cái hiệu năng thực tế của cái dòng nạp vào cái bình ắc quy này là như thế nào. Thì ở đây thì em xin phép mọi người là em lắp một cái bình ắc quy mới để đảm bảo cái dòng điện tốt nhất có thể. Đây còn cái bình ắc quy trên xe của em đây, đó, dùng cũng được khá là lâu rồi, nó cũ rồi, thì em xin phép là em lắp một cái bình ắc quy mới vào đây để đảm bảo cái hiệu năng điện tốt nhất. Và em có một cái đồng hồ điện tử của hãng Victor, nó là con VC890C+. Đó, hiện tại bây giờ cái bình của em đang báo là 13,9V ở trên cái rắc dây ở đây. Thì em có kết nối vào cái dây dương để tí nữa em không phải giữ. Đây thì em rút một cái dây mát còi ra để kết nối vào cái dây đen để về cái đồng hồ đây, để tí nữa em không phải giữ. Vâng, ở trên xe của em hiện tại em đang lắp một cái bóng LED pa. Đó, cái con này là 40W nhá anh em nhá. Và một con L4X. Đó, anh em nhìn rõ chữ L4X không ạ? Đây. Con này công suất danh định của nó cũng là 40W. Tổng của hai cái con bóng đèn này sẽ là 80W. Đó, thì em sẽ test cho mọi người thấy cái hiệu năng nạp thực tế của trên xe gym này. Xe gym từ trước đến nay mọi người cũng có nói là cái đường nạp của xe gym rất là yếu. Thì em đã cải thiện đường nạp của nó bằng cái con ổn định điện mà chính em sáng chế ra. Thì bây giờ em sẽ test cho mọi người coi. Thì em sẽ test cho ba hình thức. Thứ nhất là hiện tại là giá trị điện của em mà trên bình ắc quy là 13,9V. Đó, thì em sẽ nổ máy lên và em vặn ga ti để giữ nguyên một cái mức ga. Tay mình không can thiệp bằng ga nhé, mình giữ nguyên một cái mức ga để mình đo ra sẽ là ra kết quả. Đó, thì bây giờ em xin phép là em sẽ khởi động lên. Đây. Thoải mái không sợ phòng mình nhá. Đó, thế nên là anh em cứ yên tâm. Rồi, ok,
tháng. Thì bây giờ là em sẽ coi dưới này xem là điện nó sẽ còn bao nhiêu volt. Đó, điện nó sẽ giữ ở cái mức là 13V anh em nhé. Có thể nó sẽ tụt. Đây là em đang test là giữ nguyên mức ra. Đó, 12V9. Bây giờ mình tắt máy đi để cho nó khỏi ồn. Đó, thì cái bình ắc quy của mình điện nó đã về cái giá trị ban đầu của nó là 13,13V, 12 gì đó. Đó, như thế là anh em đi thoải mái là quá là ok rồi. Anh em không phải nghĩ. Đây là cái con ổn định điện này này. Đó, nó giúp cho cái xe của mình nó ổn định cái dòng nạp cho cái xe của các bạn. Thường là các anh em ấy hay lắp trên xe của mình là một cái bóng pha thôi và một cái bóng trợ sáng. Nhưng thường là hay đi pha và lúc nào đến đoạn nào mà nó tối quá, cần kíp quá thì anh em mới bật bóng trợ sáng. Còn đây là mình test nó sẽ nặng hơn, trên thực tế là hai cái bóng này sáng liên tục nhá. Ở trên xe của em đây, em bật chìa khóa lên. Ở trên xe của em bật chìa khóa lên là em bật bóng công tắc lên. Em đấu luôn vào công tắc pha cốt này. Đó. Em bật pha thì nó sẽ sáng cả hai luôn. Đó. Và bật cốt thì nó sẽ tắt pha và nó sẽ đi cái bóng L4X này. Cho nên là cái xe của em nó sẽ phải chịu một cái dòng điện tải lớn hơn cái xe bình thường khác. Đây là em đang test để có nghĩa là test như thế nào nó nặng nhất có thể để cho cái xe của mình cái dòng nạp nó có đáp ứng đủ không. Ở trên xe của em ấy thì em sẽ chia sẻ với anh em là cái xe của em nó sẽ có hai đường nạp. Nếu như em tắt hết đèn như thế này, tắt hết về công tắc nấc off như thế này thì cái xe của em sẽ là điện zin bản. Còn em muốn sạc nhanh thì em bật lên một nấc. Đó. Còn nếu mà em muốn mà đèn sáng thì em bật lên một nấc nữa. Bây giờ em sẽ chia sẻ với anh em cái cách mà em gọi là sạc nhanh ở trên cái xe của em đó. Bây giờ em sẽ đi nổ. Em sẽ để nổ lên cái điện đường nạp chuẩn. Đường nạp chuẩn của cái xe này nó sẽ cho phép vào cái bình ắc quy của em là bật lên đèn pha. Đó.
để truyền đạt cho anh em là gì. Đó, cái đường nạp chuẩn của cái xe zin này nó đưa vào cái bình ắc quy của em một cái dòng nạp là 15V. Ok. Còn khi em bật điện lên, bật đèn bóng đèn lên đấy, là cái phae của em là em sử dụng là hai cái bóng là tổng là 80W. Nó sẽ cho cái hiệu năng một cái dòng nạp là 13V. Dưới 13V một tí. Ở trên cái bình ắc quy này họ cũng đã có ghi rõ là mức sạc dưới 12,4V thì cần nạp thêm điện. Mà của em vừa lại test là 12V 80. Như thế là nó vẫn còn cao hơn 0,4V so với cái bình này. Như thế là anh em đi thoải mái luôn, không phải nghĩ ngợi cái chuyện mà nạp thêm bình. Sẽ ổn định điện cho anh em đi, không phải đề à, không phải đạp. Cái bình ắc quy của mình lúc nào cũng đủ điện để đề, không phải đạp nhá. Đó, đây là cái clip này mình sẽ giải thích cặn kẽ và rõ ràng. Có đồng hồ đo điện tử đàng hoàng đây. Và cái giá thành của một cái con ổn định điện này mình có giao cho anh em ấy, ship hàng cho anh em trên toàn quốc trong thời gian vừa qua ấy. Cái bản version 2 ấy, là giá chỉ có 100.000 đồng. Mà giá 100.000 đồng như thế là quá rẻ so với con lạp của xe Attila. Mình đang nói là sạc zin nhé, mình không nói là sạc liên doanh hay là sạc rẻ tiền. Ở đây thì mình có một cái quyển này. Cái quyển này thì em đã dùng lâu rồi. Đây, nó có hiệu lực từ ngày mùng 10 tháng 1 năm 2012. Đây, sạc ở anh em mà hay lắp trên xe nó là con sạc VT5 đấy ạ. Sạc VT5. Đó, đây, anh em chiều theo cái dòng này. Bộ chỉnh lưu chính là cái cục sạc đây, nó mở ngoặc cục sạc này, VT5 này. Giá là 350k. Đây là giá nhập vào là 269k. Và giá bán ra là 350k. Nhưng mà đây là cái bảng giá này là nó từ năm 2012. Đây ạ. Đó, bảng giá phụ tùng. Cái này là nội bộ cho anh em nhé. Thì đây mình làm clip ấy, thì mình có chia sẻ với anh em cái bảng giá này. Còn bình thường không ai làm bảng giá đâu. Đây mình dùng lâu đến nỗi là con dán này, mình để trong tủ mà con dán nó còn nhấm hết rồi. Đó, đây là cái bảng giá mà cách đây cũng khá là lâu rồi. Bây giờ là 2018 mà 2022, 5-6 năm nay rồi. Thì cái bảng giá nó là đã là 350k rồi. Còn hiện tại bây giờ thì nếu mà như cái con sạc Attila mà VT5 zin ở cái xe Attila thì anh em phải mua một cái số tiền nó sẽ rơi vào xít 500k, xít 500.000 đó. Chưa có cái công mà để dỡ cái cuộn bộ điện này ra để anh em lên tách mát ở trong bưởng máy đó. Và rồi để lên một con sạc để được một cái kết quả điện như thế này ấy, thì anh em phải bỏ ra cái số tiền là tầm khoảng trên 500k đối với lại con sạc zin đó. Còn mình bán một cái con ổn định điện này nó chỉ có 100k thôi, nó tương đương với khoảng cái tiền công của các anh em thợ mà can thiệp vào cái bộ điện của các bạn mà để lên sạc hoàn thiện cho các bạn đấy, nó chỉ rơi vào tiền công thôi mà nó đạt được cái hiệu quả điện như mình mong muốn đó. Cái bình của mình vẫn là 13V 13 này. Đây là trên xe của mình đang không hoạt động, cái bình của mình lúc nào nó cũng giữ điện như thế này đó. Cho nên là ở cái clip này mình làm như thế là anh em đã đủ biết này, cái con ổn định điện mình lắp trên xe như thế này nó đã ổn định điện như thế nào. Anh em không việc gì mà phải lên một con sạc Attila cho nó tốn kém mà lại phải bung cái máy của mình ra. Anh em bung cái máy là gì, anh em phải nhấc cái bưởng điện ở đây ra. Ở trên mạng có rất nhiều cái clip mà nói bung cái bưởng điện này ra để anh em lên sạc đó. Vâng, ok, mình là Kiên Motul. Ở clip này thì mình đã giải thích toàn bộ cho anh em rồi. Vâng, xin chào anh em, mình là Kiên Motul.